Chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày thật là an lành. Mời các bạn cùng ngắm hoa sen với mình này. Qua tháng 7 rồi các bạn, gần hết rồi. Mình thấy con không có mấy nụ nữa đâu. Ngắm cả uổng các bạn, quá đẹp. Cái hoa cũng đẹp, rồi cái gương sen cũng đẹp nha các bạn. Rồi cái lá sen cũng đẹp nhé, rất là dễ thương. Lá sen hấp cá, hấp cơm xào, hấp xôi rất là ngon. Nhưng mà mình tiếc lắm các bạn, mình không làm đâu. Thứ nhất là nhà mình ít người ăn, mà thứ hai là mình tiếc lắm. Ngon lá sen của mình là mình cũng quý lắm, mình không có ngứt và đụng nó đâu, để vậy cho đẹp đó. Này, hết hoa rồi, cái gương sen cũng dễ thương các bạn ha. Nó đứng này, đẹp chứ. Nó đứng giống như là cái hoa vậy. Thì có không có màu thôi, màu xanh thôi. Dễ thương lắm các bạn, mình mê lắm. Giờ ở tới mùa sen là đêm ngủ là trong tới sáng. Và ngày thì để nụ này mai nở. Để mà ngắm các bạn. Sáng dậy là lo chạy ra liền, uống nước ăn sáng kia là lo chạy ra vườn liền. Thôi mình dừng clip tại đây nha. Chào các bạn nha. Bye.